ngày 17 tháng 9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xín Mần thông tin bệnh viện có tiếp nhận 55 bệnh nhân là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Xín Mần, Hà Giang, chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm. Sau khi vào viện, các bệnh nhân được truyền dịch, điều trị triệu chứng buồn nôn, lo lắng, chỉ định làm các xét nghiệm. Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, tỉnh táo, có thể xuất viện hôm nay. Trước đó, tối ngày 15 tháng 9, 300 học sinh khối trung học cơ sở tham gia tiệc trung thu do trường tổ chức. Thực đơn gồm trà chanh, quất, táo, lê, dưa hấu và dứa, bánh trung thu, kẹo, sữa. Sau khi ăn 15 phút, nhiều em có triệu chứng buồn nôn, đau đầu và đau bụng, được đưa vào bệnh viện. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc trên.